Rồi, rồi, bên trái, xích qua, đó, rồi, ngồi xuống bàn, ngồi xuống ghế đi em. Mời hai bạn tháo mặt nạ của mình ra. Bây giờ vào vị trí của mình rồi ha, hai bên sẽ bắt đầu giới thiệu thật lớn, thật to, rõ cho đối phương có thể nghe được. Mời bạn trai giới thiệu trước. Dạ, mình tên là Phạm Văn Trí, em là 35 tuổi, nhà ở Vũng Tàu. Nghề nghiệp chính của mình là sửa chữa ô tô, cứu quan ở trên mọi nẻo đường. Có nghĩa là mình sửa di động hả? Dạ. Ai hư xe dọc đường gọi mình là mình chạy tới. Dạ đúng rồi. Wow, hay quá. Nhưng mà mình có cái chỗ cụ thể không? Có gara? Dạ, có gara. Gara của em nào nằm ở đường số 1 gần đồi cừu ở Bà Rịa Vũng Tàu. À, là có cái gara, nhưng mà ai gọi mình là mình vẫn đi luôn. Dạ. Đúng, vậy như vậy mới được. Có nhiều khi mà đi dọc đường mà bị cái sự cố gì về xe mà không biết tìm ở đâu ra khổ lắm, mà có một người làm những cái công việc như vậy là rất tốt. À, em đang sinh sống với ai? Dạ em sinh sống với ba mẹ. Nhưng mà thực tiễn có nhà riêng, mở gara luôn. Thuê hay là nhà của mình? Dạ, nhà của mình. Nhà của mình luôn, còn ba mẹ thì ở gần đó. Dạ. Rồi mời em gái giới thiệu. Dạ, em tên là Lê Mai Diễm Thương. Dạ. Diễm Thương hả? Dạ, nhìn đúng. Thấy Thương ghê luôn nhỉ. Dạ. Rồi, Thương. Dạ. Nghề nghiệp của em là nhân viên văn phòng. Ừ. Năm nay em 33 tuổi, em quê ở Đắk Lắk. Ừ. Hiện giờ là mình đang sinh sống ở đâu? Tại thành phố Hồ Chí Minh chị. Rồi, sống với ai? Dạ, em sống một mình. Vậy dạ. Là ba mẹ còn ở Đắk Lắk hết? Dạ đúng rồi chị. Ừ. Vậy là ở đây mình ở trọ để đi làm. Dạ đúng rồi chị. Rồi, thế còn bây giờ thí dụ em bạn trai này, mai mốt mình lấy nhau đi biết đâu được. Về Vũng Tàu ở được không em? Bà Rịa Vũng Tàu được không? Dạ, nếu mà nghề nghiệp ổn định thì có thể về được. Vũng Tàu Sài Gòn gần xịt nè, có 2 tiếng đồng hồ chứ nhiêu này, Bà Rịa nữa gần xịt à. Với lại nơi nào đất lành thì chim đậu thôi. Dạ đúng, đúng không chị. Ủa thí dụ như mình lên Sài Gòn sống được không em? Em ngày xưa em ở Sài Gòn nè, em cũng sửa khắp ở các quận ở đây. Em làm hết xe hết đây. Em đã về dưới quê. Tại vì mình ngoài trên này đó, mình giống như là mình kiếm trái cơm cũng thầy. À, trời ơi, đạo đức dữ. Ở đây kiếm như sửa xe thì bao nhiêu con người sửa xe nguyên thành phố này, với làm như có mình em với thầy em sửa xe vậy. Đâu, mình đi về dưới đó rồi tách riêng ra. À, em nói ở dưới đó, thôi dưới quê yên bình, mình làm chủ một cõi đồ thì nghe được. Nếu mà dành mối với thầy trên này thôi, nhưng mà đó cũng là một cái lý do, không sao cả. Đây là điểm mạnh, điểm yếu của em là gì? Điểm mạnh của em là trung trực, thẳng thắn. Về chế tạo, người ta chế tạo được cái gì thì em nhìn qua thì em có thể làm được. Ghê vậy? Chế tạo những dụng cụ để làm về xe hả? Dạ. À, rồi, phải nói rõ chứ, chế tạo gì cũng được. Rồi, có điểm yếu gì không nè? À, điểm yếu của em hút thuốc hơi nhiều. Nhiều là bao nhiêu? Một ngày mà mấy gói? Ngày khoảng 2.5 đến 3 gói. Cái gì? Tôi hỏi giỡn, nó là tôi hỏi một ngày mấy điếu đó, mà tôi hỏi một ngày mấy gói, mà một ngày 2.5 đến 3 gói. Rồi sao em còn sống ngồi đây hay vậy? Dạ, là nghề của em nó bị căng thẳng hả chị? Căng cái gì mà căng, nghề nào mà chẳng căng em. Rồi đi khám tổng quát chưa? Khám phổi chưa? Dạ chưa, em khỏe lắm chị ơi. Khỏe cái con khỉ. Bớt lại. Trời ơi, cái này là quá nhiều. Một ngày một gói thôi là muốn chết rồi. Bớt lại. Hồi xưa tôi có ông thầy nghệ sĩ nổi tiếng luôn, ông nhỏ ông nhắc vậy nè, hút thuốc quá trời luôn. Cuối cùng lấy vợ sinh con lòi ra bị phổi. Phổi nặng luôn, bây giờ bỏ rồi. Giờ khỏe mạnh, mập mạp, đẹp trai. Em nghe sao, em thấy sao em? Thì em thấy cũng nên hạn chế lại. Bắt buộc chứ không có nên gì. Dạ chứ. Đúng rồi. Vì sau này sẽ ảnh hưởng tới người phụ nữ bên cạnh và ảnh hưởng tới con. Đó, người hút nhiều không chết mà cái người bị hít nhiều mới dạ, chết. Đúng rồi. Hít thụ động đó, hiểu không? Mình dạ. Nó độc hơn cái người hút. Đúng rồi. Hiểu không? Em hút em thà ra còn người ta hít không à. Trời ơi bớt đi em, trời ơi cái gì mà hút dữ vậy. Đi về khám tổng quát nha, trước khi cưới anh này là phải dẫn nhau đi khám tổng quát, ảnh mạnh khỏe mới cưới nha em. Dạ, rồi, điểm mạnh điểm yếu của em là gì? Em rất là vui vẻ, hòa đồng. Còn điểm yếu của em á là hơi nóng tính. Vậy thôi đó hả, dạ. Ngắn gọn. Rồi tình trường của em thì sao? Trước đây em cũng có yêu nhưng mà không hợp thì chúng em chia tay. Cũng vì hút thuốc uống rượu mà chia tay. Dạ đúng wow. Rồi chị. Nhưng mà trước đó, trước khi em chia tay người ta, em có cho người ta biết lý do không? Có cho người ta cơ hội để sửa đổi không? Dạ người ta thừa hiểu, với lại nghề nghiệp không ổn định nữa. Dạ. Anh này thì mọi thứ chị thấy ok rồi đó, mặt mày sáng sủa, công việc ổn định, tuổi tác vừa vặn, chín chắn đầy đủ. Có cái vụ hút thuốc nhiều quá chị cũng sợ. Không thì rượu bia hút thuốc là chuyện bình thường, nhưng mà nó vừa vừa thôi, còn cái này nó bị nhiều quá. Vì sức khỏe của em, vì vợ con em sau này nữa, nên cái đó là em phải ý thức và phải tự bỏ bớt. Đừng đổ lỗi vô stress công việc, 1000 cái công việc nó còn bị stress hơn cả em nữa lận. Tình trường của em sao? Em có 2 mối tình đi học, mối tình học là cấp 3. Thời em đi bộ đội. Có đi bộ đội chứ hả? Có chị. Về thì em lên Sài Gòn này làm. Rồi cũng chia tay.
rồi cái mối tình sống là cũng không hợp, tại vì công việc á, thời gian của mình nó không ổn định, xe người ta kêu giờ nào là mình đi giờ đó, kể cả lúc đang ăn cơm, ví dụ như là đêm đang ngủ 1-2 giờ đêm người ta kêu là mình đi. Nhiều chủ gara trên Sài Gòn là chạy xe về dưới đó thì cũng đâu quen ai, cũng quen mình. Ngày xưa mình có làm trên này, rồi về đó mình sửa cho người ta. Nó khi là đến làm đến 3-4 giờ sáng mới về được cái nhà. Nói chung là công việc cũng ổn định, nhưng mà người nào lấy anh này thì cũng phải thông cảm công việc của ảnh, cũng là hỗ trợ giúp đỡ mọi người. Nhiều khi đang ngủ ảnh đi thì cũng phải thông cảm cho ảnh đi ha. Còn không yên tâm cứ lên xe đi theo ảnh luôn cũng được, cho nó vui. Rồi, em muốn kiếm một mẫu người bạn trai như thế nào? Thứ nhất về nghề nghiệp, thứ hai là về ngoại hình chỉnh chu, hiền lành, tốt bụng, sống phải đạo đức, phải có đạo công giáo. Ờ vậy hả? Dạ. Em có đạo gì không? Dạ em đạo công giáo chị. À đúng ý rồi ha. Về cái tôn giáo rất là quan trọng, thì hợp được cái đó là mình cảm thấy cũng vượt qua được 50% rồi. Bạn thì sao? Mong muốn tìm một mẫu người bạn gái như thế nào? Em muốn tìm một phụ nữ thiên về gia đình, tiến trên dần dưới, biết cách sống. Muốn lấy vợ về mình vẫn sống riêng ở gara, hay là mình sẽ về nhà ba mẹ sống, vợ làm dâu? Cũng có làm dâu thì làm dâu một thời gian thôi chị. Còn nhà cửa mình có thôi chị. Về công việc ở đó Quỳnh cũng tất bật. Rồi hợp lý. Rồi đâu chưa hình chị coi. Trời ơi, hình như vậy làm sao người ta kiếm ra được. Tìm đi một chú bộ đội nhỏ nhắn, xinh xinh, có ảnh ở trọng á. Đây. Trời ơi, bốn cô gái này, hãy chọn đi một cô. Cô nào? Cô áo trắng. Lý do tại sao chọn cô đó? Em đoán vậy thôi. Đoán vậy thôi phải không? Cô áo trắng, có một cô áo trắng. Anh nào? Em nghĩ là đây ạ. Tại sao chọn anh đó? Chị em nghĩ. À em nghĩ vậy hả? Chắc nghĩ thấy người ta nó hút thuốc nhiều, chỉ vô anh đó. Ốm, có một anh ốm luôn. Xin mời hai bạn hãy nhìn về cửa trái tim. 1, 2, 3. Đúng không em? Em cũng biết đúng không? Rồi, cũng biết đúng không nữa. Dạ rồi, cảm ơn. Em có quà tặng anh. Em thấy em chọn đúng không? Dạ sai chị. Sai. Em sai luôn. Chúng ta cùng sai. Nhưng mà thật ra sai là đúng rồi, với bạn đưa hình gì đâu mà nó mờ mà nó có chút xíu, làm sao mà đoán ra được. Nhưng mà ốm có một anh ốm, trắng có một cô trắng, nhưng mà không phải hai người trong hình. Thế ấn tượng đầu tiên của các bạn khi cánh cửa trái tim này mở ra là gì? Dễ thương. Dạ. Thế còn em? Em cái nhìn đầu tiên á thì em thấy anh rất là hiền và vui vẻ. Xin mời hai bạn hãy cùng ăn bánh, uống nước và trò chuyện với nhau ha. Ít phút nữa chị Tường sẽ quay lại. Dạ, chào. Dạ, dạ em chào anh. Thì nếu mà về Vũng Tàu ở về được ở đâu em? Em thì em lại thích ở thành phố hơn, tại vì em cũng có người thân ở dưới Phú Mỹ rất là nhiều. Dạ. Thì mình ngày xưa là cũng từ hai này sau là cũng ở bên Tân Bình. Nói chung là trong giới nghề xe thì cũng người ta cũng thích mình. Thì bây giờ mình mới về tại vì nhà có dưới đó rồi. Ngay chỗ thị xã Phú Mỹ luôn hả? À, ngay đường số 1 nối dài hướng qua đồi cừu, người ta hay chụp hình đám cưới á. Anh gặp em ban đầu như thế nào? Thấy em dễ thương, thấy em cũng hiền, nhưng không đến nỗi nóng tính đâu. Dạ. Ba mẹ anh là ở Bà Rịa hết luôn? Ở Bà Rịa từ ngày xưa giờ, vô khai phá. Anh có điều gì muốn nói, muốn hỏi em không? Nói chung là chưa có nghĩ ra. Thì mình đến đây cũng là một cái duyên, cái duyên rồi. Tại vì người ta kêu là tu 100 năm cũng là bạn, còn tu 1000 năm mới nên duyên vợ chồng. Thì nếu mà có duyên thì mình sẽ đến được với nhau. Dạ, em cũng hy vọng vậy. Trời ơi, không vô chuyện tình yêu gì trơn á. Gì đâu không mà mệt ghê luôn á. Bây giờ ngồi ngoài mà tức quá, phải vô nè. Mình có hỏi chuyện bây giờ mình hẹn hò sao nè, bây giờ trước mắt là hẹn hò như thế nào. Ai cũng nói là muốn gì đó có duyên thì bây giờ mình phải có sự khởi đầu. Bây giờ hẹn hò sao, hẹn hò ở đâu? Hôm nay là do chương trình sắp xếp cho hai bạn rồi. Ví dụ như sau ngày hôm nay nữa thì khi nào mình hẹn hò nữa, mình gặp nhau ở đâu? Mình đàn ông mình phải chủ động cái con à. Do công việc của bạn nữ thì nếu mà rảnh được hẹn hò thì em cố gắng em sắp xếp. À là sắp xếp là sao, là em lên đây hẹn hò với cổ.
Thì đó, em phải nói cho cô nghe một cái gì đó, nó có một cái cuộc hẹn nó rõ ràng, chính thức đúng không? Chứ bây giờ gái sao người ta mở lời. Thì chắc cố gắng nếu mà sắp xếp được thì mình vào dịp cuối tuần. Dạ đúng. Được một thời gian nào đó thì anh dẫn về với Vũng Tàu đi chơi. Tại có nhiều, cũng có Vũng Tàu nhiều chỗ đẹp chứ bộ. Đúng rồi, mình đi lên rồi người đi xuống. Mình đi, thật ra hai người bạn hẹn nhau thì cả ngày chủ nhật lên đây chơi, đi chơi cả ngày, chẳng lẽ lên rồi đi về liền. Thì mình cũng có thể cùng nhau đi nhà thờ. Đó là cũng là một nơi mình cùng đạo với nhau mà. Mình đi ăn uống, hẹn hò, xem phim, ca nhạc, đúng không? Rồi anh thăm em vài lần thì anh cũng thăm em một lần, có qua có lại chứ. Rồi, hồi nãy giờ thì Tường ra ngoài thì cũng có thấy là phụ huynh, người nhà của hai bạn đều có mặt ha. Thế bây giờ Tường sẽ mời cả lẫn nhà trai lẫn nhà gái vào đây để chúng ta cùng trò chuyện với nhau ít câu. Dạ, mời gia đình hai bên ạ. Rồi, giờ trước tiên là chào gia đình hai bên ha. Bên đây là mình là... Em là em rể của anh hai. Em rể của anh hai, à. Em là em gái, tụi em hai vợ chồng. À, vậy là này là em gái ruột đấy hả? Dạ. Em mình đã có đôi có cặp rồi mà mình vẫn còn lẻ loi. Thế hôm nay cảm xúc của hai vợ chồng đến đây để xem anh của mình tham gia chương trình thì mình cảm nhận nãy giờ như thế nào? Em cảm nhận là chị này chắc cũng hợp với anh em ạ. Hợp chỗ nào nè? Dạ cũng thứ nhất là cùng đạo nè. Hai em thấy chị cũng hiền lành, cũng giống với anh em thì cũng hiền. Họ đang còn lăn tăn cái vụ mà ở Sài Gòn với ở quận Bà Rịa thì theo ý em, một người ngoài cuộc thì em thấy. Em thì em thấy như em mà em cũng ở dưới Vũng Tàu này, nhưng mà ông xã em ở Đồng Nai, ảnh đi đâu thì em thì đi đó ạ. Thì theo gái nãy thấy chồng, nói chung là ảnh đi đâu em theo đó. Rồi. Tình yêu đủ lớn rồi là chồng đi đâu vợ phải đi theo, đúng không? Đi đâu có đôi có cặp chứ còn đi mình tôi cũng không lấy đâu. Rồi, thế thì chào bên nhà gái. Em là rồi. Bạn đồng nghiệp với Lê Mai Diễm Thương. À. Mê cũng là đồng bạn đồng nghiệp luôn. Rồi, thế hôm nay nãy giờ em nghe câu chuyện của cặp đôi này thì em có những nhận xét như thế nào? Nghe câu chuyện hai bạn thì em thấy là hai bạn nên cho nhau một cơ hội. Trước tiên là cùng đạo với nhau thì bạn Thương là một người sống theo đức tin. Bên này thì em thấy là cảm nhận là anh cũng chân thành, thì hai bạn em thấy là cũng hợp. Khuyên bạn ấy một câu về cái chuyện mà ở xa đó đi em. Nếu mà ở xa thì mình theo nghĩ là mình cứ bấm nút rồi mình tìm hiểu, rồi từ từ mình sắp xếp, mình dung hòa lẫn nhau, rồi mình bàn tính cái chuyện xa hơn. Còn giờ ví dụ như giờ mình ở thì mình chưa biết được thì mình không nên nói trước. Chứ còn nhưng mà mình cũng không nên khăng khăng ngay từ đầu là nói là không được. Mình cứ cho cơ hội đi, biết đâu được là nó có những cái điều nó bất ngờ mà nó lý thú với cuộc đời này, là cuộc đời này không nói trước được điều gì cả ha. Biết đâu gặp nhau một vài lần cái tự nhiên có cảm xúc, có tình cảm với nhau, lúc đó nhiều khi người ta chưa rủ mình đã cuốn gói theo người ta rồi thì sao, thí dụ vậy, đúng không? Hay là biết đâu anh này anh khăng khăng như vậy mà vì một lý do gì đó anh tìm thấy một điều gì đó ở em, rồi tự nhiên ảnh lại là quay lên Sài Gòn lập nghiệp thì sao? Cuộc đời không có nói trước được, đó là do cái tình yêu của hai bạn, nó sẽ dẫn đường dẫn lối cho hai bạn đi ha. Nhưng mà trước tiên hôm nay là ơi, hai nhà trai và gái bắt tay nhau một cái xã giao nè, chúc mừng cho một cái cuộc gặp mặt, hy vọng là rất là nhiều cái tốt đẹp nó mở ra phía trước nha. Rồi, cảm ơn hai bên rất là nhiều. Bây giờ hai bạn cũng mới gặp cũng còn ngại ngùng ha, cho hai bạn chơi một cái game show nhỏ nhỏ của chương trình để cho mình dạn dĩ hơn. Rồi, bóc mỗi người lá bài đọc lớn lên đi nè, mời em. Rồi, bạn nam đặt trước đi. Nếu bạn và người đối diện bị lạc vào trong một quang đảo, hai bạn sẽ làm gì cùng nhau tối nay? Hả? Trời ơi, hỏi gì mà câu hỏi nó dễ mà nó khó. Rồi, em đọc câu hỏi em thử coi. Hãy chia sẻ ba điều đặc biệt bạn sẽ làm sau buổi lễ kết hôn, lý do. Trời ơi, rồi, em trai nói trước đi. Nếu giờ tối nay hai đứa lạc bên đảo thì định làm gì chớ? Trước tiên là về an toàn của mình trước đi. Giờ mà kiếm bữa ăn tối đã. Rồi đó mình kiếm chỗ nghỉ ngơi. Nghỉ ngơi thôi. Dạ. Chứ bây giờ như bạn đối diện là chưa có phải là. Rồi. Nếu bạn và người đối diện bị lạc vào một quang đảo, hai bạn sẽ làm gì cùng nhau tối nay? Ăn cùng nhau. Dạ. Tìm chỗ nghỉ ngơi. Dạ. Có cùng nhau không? Dạ. Nghỉ ngơi cùng nhau. Rồi chứ trên hoang đảo mà mỗi người ở một nơi còn nguy hiểm dữ nữa, bảo vệ cho nhau chứ. Dạ. Thì cái này là cái an toàn của mình là chính, mình phải tìm chỗ ở chết đấy chứ gì. Rồi em tìm chỗ ở mình em mà hả? Còn ta phụ nữ rồi ở trên hoang đảo người ta làm gì? Có chị thì hai người với chị đó, trong đó giật phải có nghĩa là tìm cái gì để ăn cùng nhau. Dạ đúng rồi. Rồi tìm chỗ để ngủ cùng nhau, đúng không? Đúng không? Đúng không? Trời, ông làm như trai mới lớn vậy ông, đúng không?
hay là ăn cùng nhau thôi, còn kiếm mỗi người một góc để ngủ. Nói thiệt bụng đi, giờ có hai đứa tối nay trên quan đảo, giờ ngủ chung hay là ngủ em cũng chưa suy nghĩ ra được làm được cái gì này kìa. Trước tiên là ngủ trước đi cái đã, làm gì tính sao, đâu kêu thức đâu, thì nào thức cùng nhau mà ngủ mà, đúng không? Đầu óc này đen tối quá. Không phải, tại vì em đi bộ đội rồi, mới vô một mình em lại vô trong rừng em sống được. Nhưng mà người ta phụ nữ, người ta em sống một mình rồi em bỏ người ta trên quan đảo một mình hả? Thì em phải đang ngồi suy nghĩ cái đó. Em phải bảo vệ người ta chứ. Dạ, em chưa lạc vào tình huống đó, trong này tình huống bây giờ bắt buộc là tình huống mình phải tưởng tượng có ai. Có gì, đúng không? Em phải, còn không thì em tìm một cái chỗ cổ ngủ, em ngồi em bảo vệ cổ trên quan đảo. Dạ, được đó chị. Ừ, thì mình cứ nghĩ là ngủ cùng nhau chứ. Chứ, đúng không? Ông không dám nói được cái chữ ngủ cùng nhau luôn kìa trời. Chú bộ đội trong trắng chinh nguyên quá. Rồi, đây em. Sau lễ kết hôn. Sau lễ kết hôn luôn. Dạ. Là vừa làm lễ kết hôn xong cái bụp nè. Dạ. Rồi. Thứ nhất em sẽ làm em sẽ nấu một bữa ăn để đãi gia đình hai bên. Trời ơi em. Thứ hai em đang quá vậy. Thứ hai sẽ tính tới chuyện nghỉ dưỡng. Nghỉ dưỡng? Dạ. Đầu tính thử nghe coi nghỉ dưỡng làm sao. Là đi du lịch một nơi nào đó. Em thích đi du lịch nơi nào? Tất cả luôn, chỗ nào đây. Gặp mặt thì có một tuần thôi, ở đâu một chỗ thôi. Nếu mà em thích thì em vẫn thích đi nước ngoài hơn. Rồi, nước ngoài là nước nào? Ví dụ như Singapore chẳng hạn. Ờ, đó mình có ước mơ cụ thể. Rồi, vậy thứ ba. Cái thứ ba thiết thực chút coi nè, thực tế chút coi nè. Sẽ lên kế hoạch. Lên kế hoạch nữa hả? Dạ đúng rồi, xong mà khi mà hưởng từng chân mật xong phải lên kế hoạch để cho tính chuyện tương lai sau này nữa. Dạ. Còn cô này cũng giống em đó, trước tiên là cũng ăn trước nè, nấu ăn cho gia đình hai bên. Đi kế hoạch là đi du lịch là ngủ cùng nhau đó. Rồi cái thứ ba là mới tính tương lai, cô này thiết thực hơn em. Cái đó là đã có giấy kết hôn rồi chị. Ừ. Lạc trên quan đảo biết có về được không, coi như là sống hôm nay biết ngày hôm nay đi. Đúng không? Trời ơi, trên quan đảo mà còn ai cấp giấy cho em nữa. Đúng không? Rồi, thật ra là vui thôi, cho hai người, để mà cho hai người cảm thấy vui vẻ hơn. Thế thì bây giờ để nói với nhau một điều gì đó nữa, để trước khi chúng ta bấm nút hẹn hò, thì hai bạn muốn nói với nhau điều gì? Hát hò năng khiếu gì không? Hay là một lời cầu hôn, tỏ tình, bài thơ, bài văn, nhảy múa gì coi? Thì em hát một câu thôi. Rồi, nhìn cổ hát tặng cổ, phải tặng chị đâu. Gõ cửa trái tim ban em được vào, dù hồn ta tê năm cánh thịt đào. Trời ơi, giọng hay lắm nha. Giọng khào trầm hay lắm nha. Cái này bỏ thuốc là nó trong lên liền luôn á. Rồi, em gái muốn nói gì tặng không? Em muốn nói gì nữa ta? Em cảm nhận như thế nào về cuộc gặp mặt ngày hôm nay? Em rất vui khi mà được gặp anh. Thì em thì cũng không biết nói gì hơn, chỉ khuyên anh là bỏ thuốc. Bỏ thì không được đâu, bớt thôi. Em nghĩ nếu mà bỏ được thì sẽ bỏ được. Thì tùy vào khả năng của em ha. Rồi thôi bây giờ mời hai bạn đặt tay vào nút bấm. Suy nghĩ thật kỹ nha. Chúng ta đều là những người đã trưởng thành. Và khi chúng ta đưa ra một cái quyết định gì thì chúng ta phải chịu trách nhiệm về cái quyết định của mình. Ở đây có gia đình, có người thân, có bạn bè và rất nhiều khán giả đang theo dõi. Bấm cái nút bấm này là bấm nút để hẹn hò, tìm hiểu, tiến tới hôn nhân. Phải suy nghĩ cho kỹ ha. Nếu đồng ý bấm nút thì chúng ta bấm mạnh vào, còn không đồng ý chúng ta có quyền lấy tay ra. Rồi mời hai bạn nhắm mắt lại và đưa ra quyết định của mình sau 3 tiếng đếm của các tường. 1 2 3 Hết thời gian. Có bấm không vậy? Bấm nhẹ hiệu vậy, bấm mạnh vô coi sửa xe gì mà bấm nhẹ hiệu vậy. Đó, cái đó mới gọi là bấm đó. Em gái có bấm không? Rồi, bây giờ lý do tại sao em gái không bấm nút? Lý do thì em rất là thực tế. Em cũng muốn người ở gần em tại thành phố Hồ Chí Minh để em có đi làm. Tại vì em đã xác định ngay từ đầu là em chỉ làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh thôi. Em không có đi về tỉnh để làm việc. Thật ra chị ngay từ đầu chị cũng đã cảm nhận được cái vấn đề của em rồi. Và chị cũng đã kêu gia đình hai bên là động viên em một chút xíu. Nhưng mà thôi, vẫn phải tôn trọng, cái đó là quyết định của bạn. Dạ, tại vì có những cái người ta đã cương quyết cái trong đầu, người ta đã đặt ra cái tiêu chí đó rồi. Mình cũng khó lòng mà thuyết phục được. Nhưng mà chị cũng rất là tiếc, bởi vì chị thấy đây cũng là một anh chàng vẻ rất là chân thành và rất có trách nhiệm. Thì cũng tiếc, nhưng mà thôi, cái duyên của hai bạn mà. Hãy
Trân ơi, cho chị hỏi lại, hồi nãy chị cái chị kia tên họ và tên đầy đủ là gì em? Trân ơi. Ừ, chị ok, để chị nói lại. Chị có ghi Thúy thôi à. Rồi. À, em chào chị. À, em là Uyên, à, biên tập của chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò. Bên cạnh đó thì cũng có một bạn nữa là bạn Trân, cũng là biên tập luôn. Còn bạn thì là ekip của chương trình. À, hình như là chị nói chuyện hơi nhỏ đúng không? Chị nói lớn lớn dạ. Với em xíu. Dạ rồi, hiện tại em đang ở bên ngoài đó, thì Trân cũng hơi ồn một xíu. Ừ, nên vậy thì mình nói chuyện to hơn xíu giúp em ha. Rồi, em tên là Xuân Khánh, sinh năm cái gì Xuân Khánh ạ? À? Dạ Ngô Hoàng Xuân Khánh, sinh năm 95 ạ. À, hiện tại em đang làm việc và sinh sống tại thành phố Hồ Chí Minh, năm nay em 28 tuổi ạ. Ừ. Em làm công việc gì và như thế nào? Mình cụ thể xíu dạ, chị nha. Em làm bên nhân viên văn phòng, thì hiện tại đang làm cho phòng chăm sóc khách hàng của một công ty thiên về luật. Ừ. Rồi, mình nói về điểm mạnh, điểm yếu của mình xíu ha. Điểm mạnh của em là một người có tính cách khá bình tĩnh và kiềm chế cảm xúc khá là tốt. Nhưng mà điểm yếu của mình cũng bị bệnh không quá gọi là mặn mà với cái gì đó chị. Ừ. Rồi. Về điểm yếu của mình, mình cứ thoải mái mình chia sẻ với chị ha. Dạ. Có lẽ cũng vì tính em hơi khó chịu và hơi lạnh lùng một xíu, thì Trinh em cũng trong cái vấn đề mà giao tiếp hoặc là làm quen bạn bè mới nó cũng hơi hạn chế, em nghĩ vậy. Dạ. Còn về em nghĩ là cũng như vậy thôi, chứ cũng không có gì quá nhiều. Đôi khi cũng hơi nóng tính một xíu nhưng mà em cũng kiềm chế được. Ừ, nóng tính nhất là cái gì? Kiềm chế là kiềm chế làm sao? Là em phải im lặng rồi bỏ ra ngoài ạ. Thì khi nào bình tĩnh xong rồi em lại vào nói tiếp. Ừ, ok. Rồi, mình có những cái sở trường gì không? Về nấu nướng, về may vá, theo thùa, hát, ca gì đó. Em có thể hát được. Ừ, rồi mời em hát một khúc kinh chị ha. Dạ, cái này em hơi ngại thì tại vì em đang ở ngoài đường hết, cho nên là cũng không tiện lắm đó chị. Thôi hát 2-3 câu cũng được, chị không có cần nhiều đâu, hát nhỏ nhỏ chị nghe đủ rồi, chị nghe là được. Dạ. Bài nào cũng được hết á. Sẽ yêu anh yêu mãi thôi, mỗi đêm anh thức giấc bao đêm. Em biết rằng ngày mai sẽ đến, và đôi ta sẽ mãi luôn có nhau. Rồi, cảm ơn em. Về tình dạ. trường về tình trường của mình như thế nào rồi bé Khánh? À, dạ, nói chung là em cũng độc thân từ lúc em sinh ra tới bây giờ ạ. Dạ. Cái gì? Là cũng hơn 28 năm. Độc thân 28 năm, tôi biết rồi. Có để ý ai không? Dạ, có, nhưng cái người mà mình thích thì lại thích mình, cái người thích mình thì là mình lại không thích. Thế nè, ừ. Nhưng mà những cái người nào mà em thích mà không thích em, miêu tả giùm chị một cái người đó, họ như thế nào, họ làm công việc gì? Bạn ấy là bạn cùng lớp em hồi cấp 3. Thì lúc đầu em cũng không ý bạn ấy nhiều, nhưng sau này khi mà lên đại học thì em mới bắt đầu chú ý tới bạn ấy nhiều hơn. Tại vì bạn ấy kiểu rất là chững chạc một phần, một người trầm tính ấy chị, cho nên là tạo cho mình cái cảm giác là đáng tin cậy. Bạn ấy không phải là người quá một hay là bạn bè nhiều giao tiếp rộng, không, chỉ là bạn ấy tầm tính, chuyển trè, công việc ổn định, cho nên là cảm thấy là có thể tin tưởng được. Ừ. Là những cái anh chè nào mà lạnh lùng thì là hơi thu hay em hay bị thu hút à? Mình lạnh lùng quá thì lạnh lùng quá thì bản thân em cũng hơi lạnh lùng nữa, cho nên là em nghĩ là không nên. Vậy thì mình bớt lạnh lùng lại thì người khác cũng sẽ bớt lạnh lùng lại với mình. Dạ. Thật ra thì tính quen thì lúc đầu nhìn nó hơi khó gần, nhưng thật ra em cũng khi mà thân rồi em cũng khá là lành. Chị không thấy khó gần, chị thấy ok, tại vì em không biết cách chia sẻ thôi. Dạ đúng rồi chị, đúng rồi đấy. Ừ. Lâu. Vậy chắc cũng phải chắc hơi 4-5 năm, em nghĩ là vậy hơn.
Rồi trong 4 5 năm đó là mình có thổ lộ với người ta không? Khi em cho nói kiểu giống như là cũng không hẳn là thổ lộ chị, nhưng mà nó tương tự như bật đèn xanh đó, thì bạn ấy lại đâu em nói thì sao mà bật đèn xanh người ta đâu kể gì nghe coi. kiểu giống như là lâu lâu thì cũng có nhắn tin hoặc là trò chuyện với chị, thì em cũng bảo là hiện tại là em đang khá là độc thân, cũng đây khá là ế đó, còn em cũng muốn tìm mối quan hệ này đó để chia sẻ mình những lúc mình buồn đến với em. Nói chung là em nói tới mức đó rồi, bên hai đứa cũng đã nói chuyện với nhau nhiều chứ không phải là ngày một ngày hai. Thì khi mà mình nói tới mức đó rồi, nhưng mà người ta vẫn vẫn không không trả lời gì cả, và chỉ giống như là bây giờ thì tôi chỉ muốn tập trung vào cái công việc của mình thôi, và tôi còn việc học thôi, nên bên tôi chưa muốn. Thì bạn ấy trả lời như vậy thì em nghĩ là bạn ấy chỉ muốn cố tình đưa đẩy thôi, tôi cũng không không thật lòng là thích mình. Em nghĩ Đúng là vậy. rồi. Rồi. Rồi sau đó thì là không không đơn phương này hết. Dạ không, nói chung mấy là em cũng hơi hơi hụt hẫng nhất chị, nên là từ từ như đó. Rồi hơi hụt hẫng rồi tới bây giờ luôn. Cũng hết hụt hẫng lâu rồi chị, nhưng mà dạo này em cũng thấy là hơi hơi buồn, mà cũng không có người nói chuyện nhiều, cho nên là em nghĩ là cũng đến lúc mình nên tìm mối quan hệ nào đó nó hợp với mình. Rồi những cái anh chàng nào mà thích em mà em không thích đâu kể chị nghe coi. Dạ cũng kiểu đồng nghiệp á chị, nhưng mà em không thấy được cái sự cố gắng trong công việc của người đó, nó cũng cũng làm em hơi không mang tí nếu mà đi đường dài. Thì em thích những người mà kiểu có chí hướng trong công việc, họ biết phấn đấu, họ biết lo cho gia đình, lo cho tương lai các kiểu, và xem tập với chị gia đình nó chị nó đã Rồi về mẫu người thì bây giờ em muốn mẫu người yêu như thế nào nè để chị đi tìm cho em nè. Thứ nhất là Về chuẩn ngoại hình trước đi, chạc, ngoài hình phải dài cao về trên mét bình tĩnh chững chạc là chị ok, chị biết rồi, cao trên mét 7 rồi còn gì nữa? cao trên mét 7, công việc Em mét em mấy? ổn định, giờ em 1m58 rồi. Mét 7 đi rồi, cao trên cao mét 7 trở lên rồi tiếp tục. Công việc ổn định. Công việc nào là em nghĩ là ổn định, liệt kê một số công việc. Em cũng không rõ là như thế nào, nhưng mà chẳng hạn là việc văn phòng giống như em chẳng hạn, người coi trọng giá trị của gia đình em nghĩ là. Rồi tuổi tác quê quán. Nếu được thì em muốn là quê ở Đồng Nai, hay là những nơi gần 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 ở miền Nam thôi ạ, đừng đừng xa Đông quá Nam thì gia đình, rồi. dạ vì gia đình mới ở trong này. Rồi năm sinh thì đừng lớn hơn em quá nhiều, và em đừng lớn hoặc là hoặc là nhỏ hơn em quá, thì nhỏ hơn em được một vài tuổi cũng được, nhưng đừng Cho nhỏ hơn chị em quá thì cho chị cái giới hạn đúng cái độ tuổi mà em mong muốn. Chứ em nói vậy thì chị không biết là em mong muốn như thế nào. khoảng chừng 95 tới 85. Đó. Đừng quá lớn mà hơn tới 85 là ngon rồi đó. Rồi nhỏ thì nhỏ bao nhiêu? 97 rồi ạ, 97 là maximum thôi ạ. Rồi 97 tới 85 rồi. Rồi. Mình có cái yêu cầu gì nữa không? Hoặc là em có cái mẫu người nào nhất định không? Ví dụ như một diễn viên nào đó, một ca sĩ nào đó để chị nhìn vô chị biết là em thích cái mẫu người như vậy. Em có thích một mẫu người giống như chị biết đầu bếp Gordon Ramsay không ạ? Đầu bếp gì? Gordon Ramsay. Chị cũng có biết rồi đó. Dạ. Người người Em Mỹ hả? người Anh ạ. Người Anh à? Dạ, chị coi thử trong chương trình siêu đầu bếp đó ạ, MasterChef, thì tôi thấy một người giám khảo tên là Gordon Ramsay, thì em thích mẫu người như thế. Thì em có coi một vài cái chương trình của cá nhân riêng của ông đó, thì em thấy là em thích cái gì phỏng vấn như vậy. Rồi. Còn còn gì nữa không? Về ngẫu người yêu em có còn cái gì mà em không thích? Không thích hay chị? Đừng 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 nhậu nhẹt quá nhiều, nhậu vẫn được không sao, giao thiệp bạn bè vẫn được không sao, nhưng đừng làm nhiều nhậu nhẹt quá nhiều nè. Đừng đừng xem bạn bè trên cả gia đình mình nè,
biết lo biết nghĩ cho gia đình và cho tương lai. Rồi à, thì buổi casting em còn muốn nói gì không? Thì buổi casting đến đây thì chị cũng nếu mà em không còn nhiều người thì xin khép lại. Dạ vâng, dạ vâng chị, thì em cũng phải vào lại làm việc với chị cho nên là em ok khác đó là vậy khá thì ừ vậy thì cái buổi casting hôm nay đến đây xin kết thúc ha. Rồi có gì dạ, thì vâng, tụi anh mấy chị ở đây sẽ tìm được là anh nào phù hợp với em thì tụi chị sẽ liên hệ lại với em. À, nếu em dạ, được vâng, lọt vào vòng trong. Ừ, cảm ơn Khánh ha. Rồi chào em. Dạ vâng, cảm ơn ạ. Ừ. Nghe rõ ạ. À? Dạ, em tên là Nguyễn Thị Hoa, em sinh năm 92. À, hiện tại thì em đang làm điều dưỡng ở bệnh viện, một bệnh viện ở Đồng Nai. À, chỗ ở hiện tại của em thì là ở thành phố Biên Hòa. Mình làm bệnh viện gì chị? À, em làm ở bệnh viện Đa khoa Thống Nhất. Okay. Rồi mình chia sẻ điểm mạnh, điểm yếu của mình giùm em đi chị Hoa. À, điểm mạnh thì về tính cách á, thì em thẳng thắn, em nhiệt tình với lại em biết nấu ăn. Còn điểm mạnh thì hình như là em khó bắt chuyện với người lạ. Điểm yếu là khó bắt chuyện với người lạ. Rồi. Ừ. Về tình trường của mình như thế nào rồi? Mình đã chạy qua mấy mối tình? Mình đã lập kết hôn chưa? Như thế nào? Mình chia sẻ cụ thể giúp em không? À, em chưa từng kết hôn. Em trước đây thì em cũng chưa có quen bạn trai gọi là chính thức. Vì nói chung là cũng chỉ tìm hiểu sơ lược qua thôi, là không cùng quan điểm thì thôi. Em không có quen nữa. Còn với lại em cũng lo làm á, em cũng không có quan tâm lắm cái chuyện mà cần phải có bạn trai á. Vậy là ba mươi mấy năm nay là vẫn chưa nắm tay, vẫn chưa đi chơi này kia luôn. Dạ đúng không? Ừ, chưa quen ai luôn, chưa tìm hiểu không? Rồi ở nhà mình có hỏi chị chưa? Vì sao mà chị đến với cái chương trình? Đến cái chương trình là vì bạn của em, bạn chưa có một nhóm bạn thì đứa nào có người yêu hết rồi đó, xong rồi nó thấy em chưa có thì nó đăng ký chương trình cho em. Bạn đăng ký chương trình là bạn muốn lên chương trình hay bạn đâu, hay là mình muốn lên chương trình mà nhờ bạn đăng ký hay như thế nào? Tại vì khi mà lên chương trình thì mình phải là người tự nguyện đi tìm người yêu cho mình chứ không phải là bạn bè hay bất cứ ai ha. Tức là bình thường thì cũng nói chuyện là cũng muốn đăng ký chương trình này nhưng mà chưa có muốn đăng ký, tức là cũng biết chương trình cũng muốn đăng ký nhưng mà chưa có can đảm để đăng ký. Xong rồi bạn như vậy thì nó mới đăng ký cho em. Rồi nói chung là bây giờ là mình đủ can đảm để mình lên sân khấu phù hợp với mình chưa? Dạ cũng được chị. Cũng được rồi đúng không? Ổn không? Dạ ổn. Ổn ha. Rồi chưa quen ai luôn, ba mươi mấy mùa xuân chưa chỉ tìm hiểu sơ lược thôi. Nhưng dạ, mà cái người đó như thế nào mà mình không thích mà mình không tìm hiểu mình ngưng? Dạ tại vì không có cùng quan điểm sống á chị. Quan điểm sống của họ như thế nào khác với mình? À, giống như em thì em muốn là cái gì cũng phải là rõ ràng rạch ròi ra trước, nhưng mà có một hai người thì cũng muốn là kiểu giống như là em thì em quan điểm của em là hôn nhân trước và tình dục sau, nhưng mà có một số người thì người ta nói là giống như trong cái quá trình đó thì người ta cũng muốn những cái chuyện như vậy luôn, nhưng mà em thì em không đồng ý như vậy nên là thôi em không hợp, nên là từ đó thì sau là hầu như là em chỉ là em đi làm rồi em chăm sóc bản thân, em làm những cái việc em không có quan tâm lắm về chuyện mà vậy, mà mình vẫn là con gái luôn. Rồi thì bây giờ mình mong muốn gì, mình tìm một cái mẫu người đàn ông như thế nào để phù hợp với mình?
Nói chung về ngoại hình thì cô nhìn chiều cao thì cô nhìn thì cô nhìn cỡ nào, ví dụ cỡ anh Quyền Linh được không, hay như thế nào đó mà cho mình một cái mẫu hình nhất định đi. Chiều cao ít nhất phải dùng 1m68 trở lên. Biết người khác, tình cảm. Nếu mà người mà cảm nhận tình cảm có công việc ổn định, có đạo viên chú giáo thì cũng tốt, mà có viên có mà ở có viên luôn thì càng tốt. Ví dụ như người ta không có đạo thì sao? Nếu không có đạo thì cũng có thể là tìm hiểu rồi thương lượng. Ví dụ đạo anh ấy giữ được không? Tại vì tụi này sẽ là người thương lượng trước nè. Đạo anh giữ thì nó còn có một cái sâu xa nữa là như ví dụ như bên đạo thiên chúa của em, đạo anh ấy giữ nhưng mà con cái ấy, thì phải theo đạo của mẹ, nên là em không biết là cái người kia thì có đồng ý vậy không. Ok, thì cái đó thì còn về còn tìm hiểu còn đi sâu xa tiếp nữa ha. Nhưng mà trước mắt ví dụ như người ta đồng ý là đạo anh ấy giữ hoặc là ta theo đạo em, người ta tham gia đổi khi máy, thì tại vì chị cũng muốn hỏi rõ luôn về vấn đề tôn giáo, nên có khi là ghét thì cũng mong muốn của chương trình cũng để cho hai người tiến tới hôn nhân chứ không phải là ghét để chơi ha, nên mình cũng phải xác định rõ cái vấn đề này ha. Dạ dạ. Chị cũng chia sẻ luôn là chị không có đạo, mà chồng chị thì có đạo, nhưng mà con chị thì bây giờ cũng vẫn bình thường, vẫn chưa biết là nó sẽ là đạo nào. Tới 18 tuổi đến lúc lớn nó muốn đạo, đi theo đạo bà nó là nó đi, còn nó thích đi chùa nó đi, cái đó là chuyện của nó, nên chị không quan tâm về vấn đề đó ha. Nên cái việc mà tụi chị cũng vẫn sống hạnh phúc với nhau bình thường thôi, chứ đừng có quan trọng quá những cái vấn đề này, quan trọng quá nên nó sẽ thành ra những cái lỡ dở sau này nữa đó. Đó là những cái quan điểm mà mình chị muốn chia sẻ, đừng có bó buộc mình vô một cái khuôn khổ nào hết là được rồi. Mình còn có gì nữa không em ơi? Dạ không biết, chỉ có như vậy. Thì mình có cái sở trường của mình là cái gì, ông ta múa hát này kia thì được không? Dạ không được, chỉ có biết nấu ăn thôi. Rồi nấu ăn thì mình làm được những món gì? Hầu như là tất cả mọi món em làm đều làm được, chỉ có trường nấu xôi là em không biết nấu thôi. Rồi ok, làm bánh được không? Dạ làm bánh thì cũng được. Ca múa hát gì hát được khúc nào không? Dạ không rồi. Ví dụ như bạn nam hát trên sân khấu tặng mình rồi, mình cũng xem chương trình nhiều rồi, thì mình làm gì để tặng bạn trai? Em cũng không biết nữa chứ. Trời ơi, mình phải chuẩn bị chứ, đây là buổi casting mà. Thôi về cho về suy nghĩ á. Rồi chị thì chị không có gì để hỏi nữa. Thì có Trân ơi, em muốn hỏi cái gì nữa không? Không em ơi. Tại vì em hỏi là nếu mà cách tin xong thì khi nào mình lên sóng chị, hay là sao, tại vì công việc của em nó có liên quan đến hết á, để em sắp xếp. Ok em ơi, chị sẽ ghi nhận lại khi nào mà chị, nếu như mà em được lọt vào vòng 2 của chương trình nữa em, thì và tìm được người phù hợp thì bên chị sẽ liên hệ lại với em, thì khi đó thì sẽ báo trước với em bao lâu thì phù hợp. Nếu mà được thì còn 2 tuần nữa thì công việc của em nó 2 tháng đó chị. Rồi báo trước 2 tuần cho em ha. Dạ em. Rồi